nghìn một bữa. Thế là mình không được ăn cá hồi như mình nói rồi. Em chưa bao giờ đi chợ cho Pham. Thôi nhưng mà vì con, ba sẽ nhịn bím bím nhá. Ba sẽ cho con. Ôi, trên rửa hoa quả. Bố đều rửa hoa quả. Ôi, nhìn rửa này. Kéo tớ lên rồi, tớ mắc kẹt rồi. Nếu bố nạp như tớ, tớ sẽ cho bố nạp một củ cà rốt. Bố cứ ăn nhanh. Hả? Ăn nhanh chứ. Ăn chậm là thức ăn nguội hết, mất ngon. Gọi con gái xuống. Không cho con ăn thì cua đâu. Cho không mua cho tôi ăn thì gì cho hợp ba hết đâu. Con không mua sô-cô-la, con có tiền không? Bố ơi, đừng chỉ có cho rau và áo anh phải. Và cái việc mà làm sao để dỗ con của mình một cách đơn giản, nhanh chóng nhất khi mà con ăn vạ thì đấy là cái thử thách vô cùng lớn. Tại sao con lại nằm ra như thế này? Con đứng dậy nào. Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân. Phát sóng vào lúc 19:30 trên kênh HTV7 và 20:00 trên kênh YouTube Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân. Viettel Media, sản xuất và phát hành.